Đức kỳ vọng bùng nổ kinh tế nhờ Euro 2024. Đức chủ nhà của Euro 2024 có thể chứng kiến kinh tế tăng thêm 1 tỷ euro, tương đương 1,07 tỷ đô la Mỹ nhờ khách du lịch nước ngoài đến nước này xem các trận bóng. Theo dự báo của Viện Nghiên cứu Kinh tế IFO cho biết, con số này tương ứng với khoảng 0,1% sản lượng kinh tế trong quý 2 năm 2024. Euro 2024 dự kiến sẽ thu hút hơn 600.000 lượt khách du lịch nước ngoài và khoảng 1,5 triệu lượt lưu trú qua đêm tại Đức. Những con số vừa đề cập cho thấy sức hấp dẫn đặc biệt của giải đấu, không chỉ đối với người hâm mộ bóng đá mà còn với những người yêu thích khám phá văn hóa và du lịch. Trong bối cảnh nền kinh tế Đức vẫn đang nỗ lực phục hồi sau suy thoái năm 2023, Euro 2024 được xem như liều thuốc cần thiết. Ngành dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ lưu trú và bán lẻ thực phẩm, sẽ hưởng lợi lớn nhất từ sự kiện này. Các khách sạn, nhà hàng và quán bar dự kiến sẽ chứng kiến sự gia tăng đột biến về doanh thu khi hàng triệu du khách đến và lưu lại Đức trong suốt thời gian diễn ra giải đấu. Theo khảo sát của Hiệp hội Khách sạn và Nhà hàng Đức (DEHOGA), gần 50% số cơ sở lưu trú hy vọng đạt được kết quả tích cực từ giải vô địch bóng đá Euro 2024. Các khách sạn và nhà hàng ở các thành phố đăng cai giải đấu bày tỏ sự lạc quan về tình hình kinh doanh trong thời gian diễn ra sự kiện. Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn và Nhà hàng Đức ông Guido Joelic cho biết, ngay cả khi không phải tất cả các địa điểm đăng cai đều được hưởng lợi trực tiếp từ sự kiện thể thao lớn này, thì những tác động tích cực tiềm năng về việc nâng cao niềm tin trong nước và củng cố vị thế của Đức như một điểm đến du lịch không nên bị đánh giá thấp. Hiệp hội các nhà sản xuất bia Đức cũng mong đợi doanh số bán bia sẽ tăng mạnh. Chuyên gia kinh tế Holger Eichel, đại diện của Hiệp hội nhận định các sự kiện bóng đá lớn trước đây cho thấy lượng bia được uống trong thời gian diễn ra giải đấu nhiều hơn mức bình thường trong những tuần mùa hè. Kinh nghiệm từ World Cup 2006, nơi Đức cũng đăng cai, cho thấy doanh số bán bia đã tăng khoảng 5% trước và trong giải đấu. Theo nhà nghiên cứu Jerome Goof của Viện Kinh tế IFO, mặc dù Euro 2024 sẽ mang lại lợi ích kinh tế đáng kể, nhưng hiệu ứng này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Ông nhấn mạnh, sau khi giải đấu kết thúc vào quý 3 năm 2024, nền kinh tế sẽ trở lại mức cân bằng. Tuy nhiên, sự phục hồi tạm thời trong các lĩnh vực dịch vụ, lưu trú và ăn uống vẫn là tín hiệu tích cực trong bối cảnh kinh tế Đức đang cần một cú hích. Các chuyên gia kinh tế cho hay, tác động tổng thể của Euro 2024 còn phụ thuộc nhiều vào thành tích của đội tuyển quốc gia Đức. Một màn trình diễn ấn tượng của đội tuyển Đức không chỉ làm hài lòng người hâm mộ, mà còn có thể thúc đẩy chi tiêu của du khách, gia tăng sự phấn khích và lạc quan về nền kinh tế. Năm 2023, sản lượng kinh tế của Đức tăng trưởng âm 0,3%, khi lạm phát cao, lãi suất tăng và giá năng lượng cao khiến nước này trở thành nền kinh tế yếu nhất trong số các nền kinh tế lớn của thế giới. Chính phủ Đức dự kiến nền kinh tế sẽ tăng trưởng 0,2% vào năm 2024, bất chấp những khó khăn và thách thức từ năm trước. Euro 2024 có thể đóng góp một phần không nhỏ vào sự phục hồi này, tạo đà cho các hoạt động kinh tế trong những tháng tiếp theo. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB mới đây đã cắt giảm lãi suất xuống mức 3,75%. Sau khi có động thái cắt giảm, các nhà hoạch định sách của ECB cũng đưa ra dự báo rằng giai đoạn cuối cùng trên con đường đưa lạm phát xuống ngưỡng 2% trong khu vực có thể sẽ rất khó khăn. Ngân hàng Trung ương châu Âu đã không thực hiện bất kỳ cam kết nào nhằm nới lỏng chính sách hơn nữa sau khi số liệu lạm phát và tăng trưởng tiền lương trong những tuần gần đây vượt dự kiến. Những số liệu đó cho thấy ECB sẽ cần nhiều thời gian hơn để đạt được mục tiêu đã đề ra. Theo các chuyên gia, lạm phát đang khó kiểm soát hơn so với dự đoán của ECB và ngân hàng trung ương này cần có những hành động thận trọng hơn trong tương lai. Theo báo cáo chính thức từ Bộ Lao động Mỹ, số lượng việc làm phi nông nghiệp đã tăng thêm 272.000 trong tháng 5 năm 2024, cao hơn nhiều so với mức dự đoán từ các chuyên gia kinh tế ở mức 185.000 việc làm. Số lượng việc làm tăng trong tháng 5 năm 2024 cũng cao hơn so với mức trung bình hàng tháng là 232.000 trong năm 2023. Tuyển dụng việc làm diễn ra phổ biến trên toàn nền kinh tế của Mỹ, với số lượng cũng như mức độ đa dạng ở mức cao nhất kể từ thời điểm tháng 1 năm 2023. Trong đó, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đã tạo ra 68.000 việc làm, bao gồm các dịch vụ của bệnh viện, các cơ sở điều dưỡng và chăm sóc nội ngoại trú. Biên chế chính phủ cũng làm tăng thêm 43.000 vị trí. Lĩnh vực giải trí cũng ghi nhận mức tăng trưởng 42.000 việc làm với hơn một nửa số lượng đến từ dịch vụ ăn uống và các địa điểm lưu trú. Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã có bài phát biểu kéo dài hơn một giờ trước toàn thể các khách mời tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế ở thành phố Saint Petersburg. Theo đó,
Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng quốc gia này đặt mục tiêu trở thành một trong bốn nền kinh tế lớn nhất thế giới. Cụ thể, Tổng thống Putin đã công bố những kế hoạch phát triển vượt bậc của Nga, trong đó có nhiệm vụ lọt vào top 10 các nước về hàm lượng khoa học và sáng chế thiết kế trong 6 năm tới đây, đồng thời tiến hành cách mạng nền tảng kỹ thuật số, tăng năng suất lao động, cải thiện chất lượng thị trường lao động, tiêu chuẩn hóa đầu tư ở toàn liên bang và cải thiện hệ thống thuế. Về thương mại quốc tế, Tổng thống Putin khẳng định, bất chấp mọi trở ngại và lệnh trừng phạt, Nga vẫn sẽ là một trong những nước tham gia chính vào thương mại thế giới. Hãng sản xuất ô tô Nhật Bản Toyota Motor đã thừa nhận những bất thường trong các cuộc kiểm tra an toàn xe sau cuộc điều tra nội bộ do Bộ Giao thông Nhật Bản yêu cầu. Giá trị vốn hóa thị trường của công ty này đã giảm khoảng 2.900 tỷ yên, 18,5 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó, giá cổ phiếu của nhà sản xuất ô tô Toyota cũng sụt giảm và khiến cho các nhà đầu tư đặt ra câu hỏi về vấn đề quản trị của tập đoàn. Các công ty thuộc tập đoàn Toyota như Hino Motors, Daihatsu Motor và nhà sản xuất xe nâng Toyota Industries đều là đối tượng của các vụ bê bối gian lận trước đây. Giờ đây, những vụ việc tương tự cũng xuất hiện ở công ty mẹ, vốn đã cam kết dẫn đầu các cải cách trong quản trị của tập đoàn. Theo các chuyên gia, sự thất bại của Toyota trong việc phát hiện ra các vấn đề trong quá trình thử nghiệm an toàn xe có thể khiến cho cổ phiếu của hãng này trở nên kém hấp dẫn hơn do lo ngại liệu một vụ bê bối khác có thể xuất hiện trong tương lai hay không. Số liệu được công bố chính thức cho thấy, trong tháng 5 năm 2024, các lô hàng xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng 7,6% so với thời điểm cùng kỳ năm ngoái, cao hơn so với dự báo của các chuyên gia kinh tế ở mức 6,0%. Trong khi đó, nhập khẩu tăng trưởng với tốc độ chậm hơn ở mức 1,8% so với con số 8,4% được ghi nhận trong tháng 4 năm 2024. Theo các chuyên gia, xuất khẩu Trung Quốc đã đạt mức tăng trưởng đáng ngạc nhiên, điều đó cho thấy rằng khối lượng hàng hóa đang ở mức rất cao. Quốc gia này cũng đang cạnh tranh với rất nhiều thị trường khác và cho thấy sự bùng nổ về xuất khẩu ngay cả khi căng thẳng thương mại đang diễn ra. Trong thời gian qua, các nhà sản xuất luôn tích cực tìm kiếm khách hàng ở nước ngoài. Việc xuất khẩu tăng lên đã giúp nền kinh tế Trung Quốc có thêm nguồn thu từ bên ngoài và góp phần cho sự phục hồi bền vững của nền kinh tế. Không bất ngờ khi cuộc bầu cử nghị viện châu Âu, EU, vừa kết thúc đã chứng kiến sự dịch chuyển đáng kể sang cánh hữu. Đêm ngày 9 tháng 6 là một đêm tuyệt vời dù không mấy ấn tượng đối với các đảng trung hữu và cực hữu, nhưng là một đêm tồi tệ đối với những người theo chủ nghĩa tự do. Mặc dù các đảng trung dung, tự do và xã hội dự kiến sẽ giữ được đa số trong nghị viện EU khóa mới, nhưng những người theo chủ nghĩa dân tộc hoài nghi châu Âu đã giành được lợi thế lớn nhất. Ở Pháp, sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy cực hữu đã khiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phải dấn thân vào một canh bạc mạo hiểm nhằm giành lại thế chủ động chính trị, giải tán quốc hội, mở đường cho cuộc bầu cử sớm, với vòng đầu tiên diễn ra vào ngày 30 tháng 6 và vòng thứ hai vào ngày 7 tháng 7. Ở châu Âu, nơi nền chính trị hiện đại đôi khi diễn biến chậm chạp, cơn địa chấn chính trị ở Pháp để lại một câu hỏi lớn lơ lửng, chuyện gì xảy ra tiếp theo? Trong canh bạc đầy rủi ro này, Tổng thống Macron đặt cược rằng cử tri sẽ lật ngược làn sóng cực hữu và cho thấy Đảng Tập hợp Quốc gia Rassemblement National RN của chính trị gia cực hữu Marine Le Pen không thể giành chiến thắng ở cấp quốc gia. Pháp cần một đa số rõ ràng để hành động bình tĩnh, ông Macron nói trong một bài phát biểu đột xuất trên truyền hình quốc gia một giờ sau khi các cuộc thăm dò ý kiến hậu bầu cử công bố kết quả áp đảo của đảng RN trong cuộc bầu cử ở châu Âu. Tôi đã nghe thông điệp của các vị, những mối quan tâm của các vị, và tôi sẽ không để chúng không được hồi đáp. Kêu gọi giải tán quốc hội lần thứ 6 trong lịch sử nước Pháp hiện đại là một quyết định nghiêm túc và nặng nề, nhưng trên hết là hành động của sự tin tưởng. Vào khả năng người dân Pháp đưa ra lựa chọn đúng đắn cho mình và cho thế hệ tương lai, nhà lãnh đạo Pháp nói. Cuộc bầu cử sớm vào cuối tháng này là một cuộc bầu cử lập pháp, nhưng nó cũng giống như một cuộc trưng cầu dân ý về ông Macron. Phe của ông Macron không chiếm đa số tuyệt đối trong Quốc hội Pháp và phải dựa vào các thỏa thuận chính trị đặc biệt cho từng trường hợp lập pháp để tiến lên phía trước. Việc không giữ đa số tuyệt đối cũng dần làm xói mòn quyền lực của ông. Cuộc khủng hoảng về chi phí sinh hoạt, cải cách hưu trí, vấn đề nhập cư tiếp tục giáng thêm đòn. Ngược lại, những sự kiện này mang đến lực đẩy cho đảng RN của bà Le Pen cùng vị chính trị gia 28 tuổi Jordan Bardella mà bà đã đưa lên vị trí chủ tịch đảng cực hữu của bà. Một cuộc thăm dò hồi đầu năm nay cho thấy, trong trường hợp có cuộc bầu cử quốc hội mới ở Pháp, đảng RN sẽ giành được nhiều ghế nhất, thậm chí có thể giành được đa số tuyệt đối. Và giờ đang thực sự có một cuộc bầu cử sớm ở một trong những quốc gia đầu tàu châu Âu. Nếu đảng cực hữu này thực sự giành được đa số phiếu trong cuộc bầu cử sớm này,
có khả năng ông Macron sẽ gặp khó khăn lớn hơn trong các vấn đề đối nội trong phần còn lại của nhiệm kỳ Tổng thống Pháp kết thúc vào năm 2027. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, đưa ra quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức hiện tại 5,25-5,50%, đồng thời hạ dự báo cắt giảm lãi suất xuống một lần duy nhất trong năm 2024 có thể làm thất vọng các thị trường. Vốn cho rằng Fed sẽ thực hiện ít nhất 2 đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay sau khi một báo cáo đáng khích lệ được công bố ngay trước đó cho thấy lạm phát tại Mỹ đã chậm lại so với dự kiến. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, FOMC, thừa nhận đã đạt được ít nhất một số thành tựu trong cuộc chiến kiềm chế lạm phát khiến người dân Mỹ phải vật lộn trong 3 năm qua. Trong những tháng gần đây, đã có thêm những tiến bộ khiêm tốn hướng tới mục tiêu lạm phát 2%. Bộ Lao động Mỹ cũng đã công bố báo cáo cho thấy lạm phát giá tiêu dùng tại nước này tiếp tục giảm trong tháng 5 năm 2024, một số liệu tích cực ngay trước khi Fed công bố quyết định lãi suất. Chưa đầy một tháng sau khi Mỹ tăng thuế gấp 4 lần đối với xe điện Trung Quốc lên 100%, châu Âu dự kiến sẽ áp mức thuế bổ sung đối với xe nhập khẩu từ các nhà sản xuất Trung Quốc như BYD và Geely cũng như các nhà sản xuất phương Tây như Tesla xuất khẩu ô tô sản xuất tại Trung Quốc sang châu Âu. Theo đó, mức thuế sẽ được áp dụng là 25% và có hiệu lực chính thức kể từ tháng 7 năm 2024. Động thái áp thuế bổ sung đối với các dòng xe điện EV nhập khẩu từ Trung Quốc của châu Âu diễn ra trong bối cảnh các nhà sản xuất ô tô tại khu vực này đang gặp khó khăn do làn sóng xe điện giá rẻ từ Trung Quốc. Nằm trong các nỗ lực đa dạng hóa, Nhật Bản gần đây đã công bố mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch xuất khẩu sò điệp, một mặt hàng hàng đầu trong ngành xuất khẩu hải sản của nước này. Theo đó, xuất khẩu sang Thái Lan dự kiến đạt 2,4 tỷ yên, 15 triệu đô la Mỹ trong năm 2024 so với năm trước đó. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh xuất khẩu sò điệp của Nhật Bản sang Việt Nam đã tăng gấp 3 lần, sang Thái Lan tăng 2,3 lần và sang Mỹ tăng 1,7 lần trong năm tháng tính đến tháng 3 năm 2024 so với cùng kỳ năm ngoái. Indonesia, Malaysia và Canada cũng đã tăng nhập khẩu sò điệp từ Nhật Bản kể từ khi Trung Quốc áp dụng lệnh cấm. Tuy nhiên, việc tăng cường xuất khẩu sò điệp tăng sang các thị trường ngoài Trung Quốc vẫn chưa đủ để bù đắp chỗ trống mà thị trường mua hàng này để lại. Các chuyên gia thương mại cho rằng Nhật Bản nên tiếp tục chuyển hướng chuỗi cung ứng và đẩy mạnh các chiến dịch xúc tiến thương mại với mục tiêu xuất khẩu cao hơn. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, nhu cầu dầu mỏ toàn cầu dự kiến sẽ chững lại ở mức 106 triệu thùng ngày vào cuối thập kỷ này trong khi khả năng cung cấp tổng thể có thể đạt 114 triệu thùng ngày, dẫn đến dư thừa khoảng 8 triệu thùng ngày. Đây được xem là kịch bản mà thị trường dầu mỏ chuẩn bị phải đối phó. Dự báo này được đưa ra vài ngày sau khi tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nhà sản xuất lớn ngoài khối OPEC cộng cho biết có khả năng sẽ loại bỏ dần việc cắt giảm sản lượng vào mùa thu năm nay, được thực hiện với nỗ lực hỗ trợ giá dầu trước những lo ngại nhu cầu toàn cầu suy yếu. Quan chức Ấn Độ cho biết khoảng 70 triệu người dân Ấn Độ sẽ đủ điều kiện để sở hữu nhà trong 10 năm tới. Cùng với những người có nhu cầu nâng cấp căn hộ của mình nên quốc gia này dự kiến sẽ tạo ra nhu cầu lên tới 100 triệu ngôi nhà mới. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi mới đây đã cam kết sẽ thúc đẩy tăng trưởng, đặc biệt trong lĩnh vực nhà ở và cơ sở hạ tầng. Các doanh nghiệp bất động sản tại Ấn Độ cũng kỳ vọng rằng khi nhu cầu nhà ở tăng do thu nhập người dân tăng cao sẽ tạo ra 906 tỷ đô la Mỹ trong sản lượng kinh tế trong một thập kỷ tới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!